Chào mừng các bạn đến với kênh của em Sarkov và mình là Nhân. Và hôm nay sẽ là video đầu tiên trong chuỗi series hướng dẫn kỹ thuật Nationality đến từ em Sarkov. Và chủ đề hôm nay sẽ là một chuyên đề rất là cơ bản cho những bạn mới biết Nationality hay đang tìm hiểu về Nationality, đó là DSM là gì và cách để cài đặt DSM trên Nationality. Và dành cho những bạn chưa biết thì DSM là hệ điều hành được Nationality phát triển riêng dành cho thiết bị Nationality của họ. Có rất nhiều ứng dụng trong đó, chúng ta có thể kể đến như là Nationality RAM dùng để làm file server lưu trữ tập trung, và từ đó các bạn có thể phân quyền và quản trị dữ liệu của bạn trên đó. Kể tiếp có thể kể đến như là Nationality Surveillance, ứng dụng để mà chúng ta có thể thêm những cái camera của chúng ta vào trong thiết bị NAS, và từ đó chúng ta có thể quản trị tập trung toàn bộ những camera của chúng ta trên đa chi nhánh. Và tiếp theo có thể kể đến những cái ứng dụng như là Active Backup for Business hoặc là Hyper Backup hoặc là Snapshot Replication để phục vụ cho vấn đề là chúng ta cần sao lưu dữ liệu của chúng ta giữa các thiết bị NAS với nhau, giữa các thiết bị như là laptop, PC hay là điện thoại smartphone. Trước khi cài đặt hệ điều hành DSM thì chúng ta cần một thiết bị NAS có gắn ổ cứng và đảm bảo thiết bị NAS này được kết nối với dây nguồn cũng như là kết nối với môi trường mạng. Và hệ điều hành DSM lần này mình hướng dẫn cho các bạn cài đặt đó chính là hệ điều hành DSM 7.2. Mình sẽ điểm sơ qua hệ điều hành DSM 7.2 nhé. Hệ điều hành DSM 7.2 được cập nhật mới cũng như là có hai tính năng chính nổi bật, đó chính là tính năng đầu tiên là tính năng Warm, Write One, Read Many, và tính năng thứ hai đó chính là tính năng Full Volume Encryption. Và thông tin về hai tính năng này thì em và Tom cũng đã đề cập ở video Nationality 2023, và các bạn có thể xem qua đường link ở góc màn hình. Và có hai cách để chúng ta có thể cài đặt hệ điều hành DSM 7.2 cho thiết bị NAS của chúng ta. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ cài đặt mới hoàn toàn hệ điều hành DSM cho thiết bị NAS mới. Và cách thứ hai đó là chúng ta sẽ update từ phiên bản hệ điều hành DSM trước đó lên hệ điều hành phiên bản 7.2. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi một phần làm sao để cài đặt hệ điều hành DSM trên thiết bị Nationality nhé. Điều tiên chúng ta cần làm khi cài đặt hệ điều hành DSM trên thiết bị Nationality đó là chúng ta mở trình duyệt lên. Chúng ta truy cập vào đường link file.nationality.com. Và ở đây mình đã mở sẵn đường link file.nationality.com rồi, thì đây sẽ là danh sách tất cả những model Nationality được hiển thị trong mạng lan của mình. Tuy nhiên ở đây mình chỉ cần quan tâm đến đúng một cái, đó chính là DS23, và các bạn có thể nhận thấy rất là dễ dàng thông qua cái status của nó là Not installed, tức là chưa được cài đặt hệ điều hành DSM. Và tất cả những gì chúng ta cần làm là chọn Connect để kết nối vào thiết bị NAS. Và ở đây Nationality sẽ hiện lên một vài điều khoản của họ, chúng ta chỉ cần đọc qua điều khoản và chúng ta chấp nhận điều khoản này, sau đó Next. Đây, ở đây thì sẽ có một thêm một vài điều khoản nữa, chúng ta chỉ cần đọc sơ qua Continue là xong. Và tiếp theo thì chúng ta cần để nó sẽ mất một tí để mà kết nối với thiết bị NAS, ví như là check điều đó cứ hay là gì đó. Ok, okay, và đây sẽ là màn hình welcome của thiết bị Nationality DS223, và tương tự với các model khác thôi. Mình sẽ chọn vào install nhé. Và tiếp theo thì có hai lựa chọn ở đây. Một là bạn sẽ lựa chọn là download trực tiếp từ trang chủ Nationality. Hai là nếu mà bạn cài đặt trong những môi trường offline chẳng hạn, tức là môi trường không có mạng ấy, thì chúng ta có thể download sẵn một file hệ điều hành DSM với đuôi là .path trên trang chủ của Nationality, và chúng ta có thể chọn những cái file đó ở trong này. Tuy nhiên mình đã cài đặt trong môi trường có mạng thì mình sẽ chọn lựa chọn đầu tiên nhé. Chọn Next. Ở bước này thì thiết bị NAS sẽ đưa ra một cái cảnh báo. Ở đây có hai trường hợp. Đối với một trường hợp mà bạn dùng một cái thiết bị NAS mới và một cái ổ cứng mới thì các bạn không cần phải lo lắng. Tuy nhiên đối với trường hợp mà các bạn sử dụng một chiếc ổ cứng mà đã có dữ liệu trước đó rồi thì các bạn nên sao lưu dữ liệu từ ổ cứng đó sang một nơi khác trước khi tích vào ô đồng ý. Vì khi mà chúng ta tích vào ô đồng ý này thì toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng mà đó sẽ bị xóa đi và cài đặt hệ điều hành DSM. Thì ở đây mình sử dụng một trong trường hợp của mình là một chiếc ổ cứng mới hoàn toàn, mình không cần lo lắng, mình sẽ ấn Continue. Và ở đây thì hệ thống sẽ mất một chút thời gian để cài đặt hệ điều hành DSM của chúng ta. Thì quá trình cài đặt thì thông thường thì theo kinh nghiệm của mình sẽ khoảng từ 5 đến 10 phút. Và đây sẽ là màn hình chính của thiết bị Nationality phiên bản DSM 7.2. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ ấn vào Start nhé. Và đây sẽ là phần chúng ta sẽ cần phải chọn cho tên thiết bị của chúng ta, là mình sẽ đặt là laptop. Các bạn lưu ý là chúng ta không được đặt những cái ký tự đặc biệt hay là dấu cách.
và tiếp theo mình sẽ cho tên là admin. Tài khoản này sẽ dùng quản trị tất cả mọi thứ như cái VNAT của bạn. Và nhận tập thầu một tí, một thời chúng ta phải reset lại cái VNAT. Thì đây mình sẽ đặt một cái và mình sẽ đặt một cái password cho nó. Và tiếp theo mình sẽ xác nhận lại cái password này. Rồi, thì sau đó mình sẽ chọn là cho cái biểu hiện synology của mình hiển thị trên cái web assistant, tức là cái đường link file synology lúc nãy, để mà mình có thể truy cập một cách nhanh chóng. Và mình chọn next. À, bắt buộc phải ít nhất là 8 ký tự. Để khởi tạo tài khoản quản trị admin cho bạn. À, chúng ta chỉ cần đợi hệ thống. Rồi, ok, hệ thống đã làm xong cái tài khoản quản trị admin. Thì điều tiếp theo chúng ta cần làm thì chúng ta sẽ chọn một cái phương án mà để mà hệ điều hành khi mà có một phiên bản cập nhật phiên bản mới thì nó sẽ làm gì. Thì nó sẽ có ba trường hợp: một là sẽ tự động cài đặt hệ điều hành DSM mới, hoặc là những cái package, tức là những cái ứng dụng mà bạn cài đặt trên hệ điều hành DSM, thì cái này được hãng đề xuất. Cái thứ hai thì các bạn có thể chọn chỉ cài đặt những cái hệ điều hành DSM mới nhất mà thôi, hoặc là bạn có thể chọn là khi mà có những cập nhật mới thì nó sẽ gửi những cái thông báo cho bạn, và điều bạn cần làm đó là chọn update lên hoặc là không update. Rồi mình sẽ chọn next nhé. Và tới lúc này thì nó sẽ hỏi bạn là có cài đặt những ứng dụng như là Secure hay là những ứng dụng Access thông qua Wikonet hay không. Thì ở phần này mình sẽ skip phần này, tại vì mình chỉ cần cài đặt hệ điều hành DSM thôi. Skip phần này và chỉ cần skip anyway. Và ở đây cũng có một tùy chọn để các bạn có thể bật tính năng phân tích dữ liệu. Mình ở đây mình cũng không cần tính năng nào, mình chỉ cần luôn. Hệ thống sẽ có một tí để mà cập nhật lại những cái mà bạn vừa cấu hình cho cái bị nát. Và nó sẽ lát thêm một tí ở đây nha. Chắc là sẽ mất một khoảng thời gian thôi. Đây đã là hệ điều hành khi mà các bạn cài đặt xong DSM 7.2. Ở đây nó sẽ gợi ý cho bạn một vài ứng dụng khởi đầu như là Synology Drive này, Synology Office hoặc là Synology Photo. Thì các bạn có thể chọn Install Now để mà cài đặt ba ứng dụng này, và đây cũng là ba ứng dụng chủ chốt của Synology. Nhớ đây mình chỉ hướng dẫn các bạn làm hệ điều hành DSM, mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt những cái ứng dụng như là Synology Drive, Synology Office hay là Synology Photo trong những cái bài hướng dẫn tiếp theo. Và ở phần này thì hệ điều hành DSM cũng sẽ hỏi bạn là có bật cái tính năng mà xác thực hai lớp hay không. Cũng đây cũng là một cái tính năng mới trên hệ điều hành DSM 7.2. thì chi tiết về cách để bật cái này thì mình sẽ đề cập đến ở những cái bài hướng dẫn sau nhé. Ở đây mình sẽ chọn Remind Me Later luôn. Và dành cho những bạn cần cài đặt phiên bản hệ điều hành DSM 7.2 bằng cách cập nhật từ phiên bản tiền nhiệm trước đó, thì các bạn chỉ cần vào Control Panel và các bạn vào trong Update and Restore. Thì ở đây thì mình đã cài đặt hệ điều hành DSM 7.2 mới nhất rồi. Tuy nhiên các bạn có thể dành cho những bạn mà ở đây hiển thị phiên bản cũ hơn, ví dụ như là DSM 7.1 hay DSM 6.1 hay 6.2, thì các bạn có thể chọn vào Manual DSM Update và các bạn download các file hệ điều hành DSM 7.2 với đuôi là .pub trên trang chủ của Synology. Các bạn tùy chọn vào Browse ở đây và chọn để đường dẫn trước hai lần, sau đó các bạn nhấn OK thì nó sẽ cập nhật hệ điều hành DSM cho bạn. Và có một lưu ý ở đây thì trước khi các bạn tiến hành cập nhật hệ điều hành DSM lên phiên bản mới nhất thì các bạn nên kiểm tra liệu rằng là hệ điều hành DSM này có tương thích với cái chữ NAT của bạn không nhé. Và để kiểm tra điều này, các bạn có thể kiểm tra thông qua đường link mà mình để dưới phần bình luận, hoặc là các bạn có thể liên hệ với đội ngũ của em Startup, thì đội ngũ của em Startup có thể hỗ trợ các bạn trong phần này nhé. Và đó là tất cả những gì bạn cần làm để cài đặt hệ điều hành DSM 7.2 trên thiết bị NAS Synology. Ngoài ra thì em Startup cũng cung cấp dịch vụ cài đặt và cấu hình NAS Synology cũng như là toàn bộ những ứng dụng trên hệ điều hành DSM. Chi tiết các bạn có thể xem trên màn hình, và đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ của em Startup nếu bạn cần hỗ trợ một trong những vấn đề trên nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video, và đừng quên để lại một like và share nếu thông tin này hữu ích với bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Em Startup chuyên tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp chuyển đổi số. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và đã triển khai cho hơn 1.500 dự án lớn nhỏ khác nhau cho các doanh nghiệp đa lĩnh vực ngành nghề, em Startech
cung cấp giải pháp và thiết bị công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. Mcare, cung cấp đội ngũ IT thuê ngoài toàn diện. Meta24, giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi số và giải